quá ghê luôn mọi người, quá ghê luôn này, sạc 7 thiết bị cùng lúc mà vẫn là sạc siêu nhanh nhé. Đây, sạc siêu nhanh đây mọi người này, mà mình đang sạc 7 thiết bị cùng lúc với cái cục Qutec 300 này, P-Series này, nhìn này, hơn 100W. Đây là một cái iPhone 13 Pro Max Pro này, sạc không dây. Cái camera, điện thoại, iPhone này, rồi cục sạc dự phòng Samsung 20.000 này, Nikam này, tất cả đều sạc siêu nhanh hết nhé. Nhìn này, Samsung vẫn đang sạc siêu nhanh đây, mới lên là 90 đến hơn 100W, nhưng mà đặc biệt là khi 7 thiết bị cùng lúc mà vẫn là sạc siêu nhanh. Đó, 7 thiết bị của mình nhé, cắm cáp rất rườm rà, sạc cùng một lúc luôn, siêu nhanh. Đúng là cục sạc là siêu khủng, không cái cục sạc nào mà thấy được như thế cỡ này hết. Sạc toàn thiết bị mà nói chung là khó khăn nhé, cả cái Nikam đồ nó vẫn có thể sạc siêu nhanh được luôn.